là 280 lian, 280 lian một người là khoảng gần 10 euro một người. Bây giờ là ba mẹ con đang đi lên lâu đài Alenda. Là một pháo đài tráng lệ thời Trung Cổ nằm ở thành phố Alenda, Thổ Nhĩ Kỳ. Nó nằm trên đỉnh một vách đá ở độ cao 250m, có tầm nhìn tuyệt vời ra thành phố Alenda và biển Địa Trung Hải. Pháo đài này thì có từ thế kỷ 13 và được xây dựng bởi Aladdin Kaykubet. Pháo đài có những bức tường dài hơn 6,5 km. Bên trong có nhiều tòa nhà khác nhau, giống như là nhà ở, hồ chứa nước và nhà thờ. Và có các tòa tháp màu đỏ được coi là một trong những biểu tượng của Alenda. Và nó rất là đặc biệt, rất là nổi bật. Pháo đài Alenda được tiếp cận thông qua một cổng thời Trung Cổ là một phần của bức tường. Có nhiều điểm khám phá bên trong pháo đài, bao gồm tàn tích của các khu dân cư, lăng mộ và nhà thờ vốn là một phần của pháo đài ban đầu. Ngoài ra còn có một bảo tàng khảo cổ giới thiệu lịch sử của khu vực địa phương. Nền tảng xung quanh pháo đài mang đến tầm nhìn toàn cảnh ngoạn mục của thành phố Alenda, bãi biển của nó và biển Địa Trung Hải. Pháo đài được bao quanh bởi những khu vực tươi tốt, nơi du khách có thể tản bộ nhàn nhã, trong khi chiêm ngưỡng bầu không khí lịch sử. Thì cái view rất là đẹp. Ở đây thì mình có thể nhìn khắp cái thành phố Alenda. Dưới là biển. Mình đi một vòng. Venta, venta. Ya. Polisin şeymiş ya, dur bakalım hayırlısı. Ne? Polis var mı? Ya. Đây là cái nơi mà cao nhất. Thì về đêm thì từ khách sạn mà nhìn qua bên này thì đèn sáng trưng. Không không móp được đâu con ơi, rất là nguy hiểm đi. Người ta cấm đó con. Không được phép nha đi. Người ta này là không được phép nha. Không ai cứu nổi mình đâu con. Phải nghe lời đó nha. Và đây khách du lịch cũng rất là ít, thành ra là phải nghe lời mẹ. Đi lên con. Đây nè, thấy chưa, người ta cảnh báo nè. Không được leo lên nè. Không ai nói trước được điều gì hết á con. Đây nè, đấy, người ta bảng cảnh báo nè, là không được phép nè. Người ta làm cái những cái cầu để đi thôi. Nơi này là người ta cấm không được leo lên, tại vì có rất là nhiều du khách té này. Cũng may là cho ba mẹ vào á. Đó. Cái bến thờ. Các xem. Đây là mình nơi mình có thể vào mình nhìn. Ni ơi không có mở ra nha con. Khi mình lên đây thì mình có thể nhìn thấy hết cả thành phố này. Yeah. Ở dưới là biển nè. Nhìn thấy con mấy con đó là con gì? Chứ. Đây là một kia là bò béo. Yêu người đó. Để lên trên kia cao nữa kìa. Đi này, đi trước đi con. Đi trước đi con. Hả? Mình nghĩ đây là mấy nhà tù hả con? Så der er sådan et sted derinde. Så lad vinduer derinde.
cho em đứng với con. Đây. Nhìn xuống dưới này. Hát được thành nhìn xuống nước thành phố luôn. À, cái này là đi cắt treo nè. Dạ, tên vải. Này, hồi nãy mình đi rồi con. Đâu có vé ốp đâu con. Mình đi, mình coi thôi. Thôi đừng vào con, đừng vào. Cái này là lâu đài này là cũ lắm rồi. Cái này cảm là lâu đài mà. Đi qua đường hồi nãy đi. Đây nè, ở đó, đi theo anh hai đi con. Ni ơi đừng vào con. Có được phép vào không vậy? Đây là có những cái bảng mà lịch sử này. Hai đứa đợi mẹ nha. Hai đứa đợi mẹ. Đâu có ai vô trong. Mình có thể lên đây nè. Đợi mẹ. Khoảng 9 euro thì mình vào trong này. 9 euro vào trong này thì thực sự ra nó không có gì hết. Là một đống lâu đài nhưng mà là một đống đổ nát. Anh này bản đồ. Ừ đúng rồi. À trời ơi, nhìn được luôn cái Israel kìa. Phải không? Không, không được đâu. Người ta đã đóng như vậy rồi là mình không được phép con.
nay club của con không tổ chức đi đâu nữa hả? Ba mẹ con đi vào, ba nội thì không muốn vào. Còn đây là ba mẹ con là đi đâu là cũng tới luôn. Rồi. Đó, đây là vậy là xong rồi đó. Hả? À mấy cái cảm là khóp hả? Cái cảm là trinh. Ờ đó cảm mẹ cảm là trinh đó. À. Đấy, mấy cái này đá mà con. Ồ ngồi đây được mà. Đâu? Ở trên đó. Thôi ai mà ở trên này con, ở trên này buồn lắm. Con tụi con có muốn đi qua đằng kia xem lại không hay là sao? Bây giờ là ba mẹ con đi ra này. À, là nhà thờ hả? À vậy là cảm là kia cờ đúng không? Nhà thờ cổ đúng không? Bây giờ mình đi ra nè. Con có nhớ lối nào đi ra không? Này đi ra hả? Đống đổ nát. Mình chắc có lẽ tháng 12 ít khách. Còn lại những cái tàn tích thôi. Vén tờ mua. Thank you very much. Have a nice day. Hey, hey, hey. Ba đâu? Giờ đi xuống này. Đấy nè, mẹ đang phim hai đứa đó, đi đi. Đây, đứng đây cũng có thể nhìn thấy cái thành phố này. Hai đứa đợi mẹ nha.